Giữa lùm xùm lộ ảnh thân mật với Trương Quỳnh Anh, Bình Minh đáp trả một câu khiến ai cũng choáng. Lời đáp trả của Bình Minh lập tức nhận được nhiều sự chú ý từ phía khán giả. Mới đây, cả làng giải trí Việt không khỏi dậy sóng khi loạt ảnh thân mật của Trương Quỳnh Anh và nam diễn viên Bình Minh bất ngờ bị rò rỉ trên mạng. Cả hai đã có những cử chỉ vô cùng thân mật vượt quá mức một mối quan hệ đồng nghiệp thông thường. Hình ảnh thân mật của Bình Minh và Trương Quỳnh Anh được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Không chỉ ôm ấp khoác vai rất tình cảm trên xe, cặp đôi còn có ảnh giường chiếu khi bà xã Tim chủ động hôn Bình Minh trong lúc nam diễn viên đang cởi trần. Một số nguồn tin từ mạng xã hội còn khẳng định hình ảnh này được lấy từ máy điện thoại của Trương Quỳnh Anh khi cô mang đi sửa chữa và quên xóa. Liên lạc với Bình Minh để xác nhận loạt ảnh tình cảm trên thì nam diễn viên chỉ trả lời ngắn gọn: "Tôi không quan tâm tới những ồn ào trên mạng", rồi vội vàng tắt máy. Còn về phía Trương Quỳnh Anh, số điện thoại của cô luôn trong tình trạng không thể kết nối. Vài ngày trước, cộng đồng mạng cũng được một fan xôn xao trước tin đồn Tim và Bình Minh gây gổ xô xát khi xuất hiện trên thảm đỏ liên hoan phim Việt Nam tại Đà Nẵng. Nguyên nhân được đưa ra là do nam ca sĩ ghen tuông khi biết tin Trương Quỳnh Anh ngoại tình với Bình Minh. Liên hệ với thành viên trong ekip ban tổ chức có mặt tại liên hoan phim Việt Nam, người này xác nhận vào ngày 24 tháng 11, đã xảy ra vụ ẩu đả giữa nam diễn viên Bình Minh và một nghệ sĩ khác. Chúng tôi xác nhận trên thảm đỏ đã có xảy ra một vụ ẩu đả giữa Bình Minh và một nghệ sĩ khác. Tuy nhiên, do sự việc xảy ra quá nhanh, lúc đó ban tổ chức đang tất bật khâu chuẩn bị và đón tiếp các khách mời, nên chỉ quan sát thấy lực lượng bảo vệ can ngăn Bình Minh, còn không biết anh có xô xát với ai. Thậm chí mới đây, Chân Dài, Lại Thanh Hương, thí sinh Việt Nam Next Top Model, mùa All Star cũng bất ngờ tiết lộ thông tin vụ ẩu đả tại liên hoan phim Việt Nam. Ảnh thân mật được cho là Bình Minh và Trương Quỳnh Anh đang khiến cư dân mạng xôn xao. Trên mạng xã hội, bỗng rò rỉ loạt ảnh khá tình tứ được cho là của MC Bình Minh và nữ ca sĩ Trương Quỳnh Anh. Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau loạt ảnh tình tứ được cho là của Bình Minh và Trương Quỳnh Anh. Theo đó, cả hai đã có những cử chỉ vô cùng thân mật, vượt quá mức một mối quan hệ đồng nghiệp thông thường, khiến công chúng xôn xao bàn tán. Liên lạc với Bình Minh để xác minh loạt ảnh tình cảm trên, nam diễn viên cho biết: "Tôi không quan tâm đến những điều đó. Riêng phía Trương Quỳnh Anh, chúng tôi liên tục liên lạc, nhưng người đẹp không bắt máy". Bình Minh và Trương Quỳnh Anh từng hợp tác trong dự án phim Thề Không Gục Ngã vào tháng 2/2016. Cặp đôi cùng với ekip gồm đạo diễn Phương Điền, Trương Thị May cùng có mặt ở Ấn Độ tham dự một liên hoan phim quốc tế. Loạt ảnh thân thiết được cho là của nữ ca sĩ Trương Quỳnh Anh và nam diễn viên Bình Minh. Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Bình Minh và Trương Quỳnh Anh từng hợp tác trong nhiều dự án. Bình Minh tỏ vẻ không quan tâm, còn Trương Quỳnh Anh hiện vẫn chưa liên lạc được. Chúng tôi sẽ nhanh chóng cập nhật những thông tin chính xác nhất về sự việc này. Đạo diễn Minh Cao, ảnh Bình Minh và Quỳnh Anh không phải trong phim. Đạo diễn Minh Cao bác bỏ thông tin ảnh thân mật của Bình Minh và Trương Quỳnh Anh là chiêu trò lăng xê phim. Ngày 3 tháng 12, những hình ảnh Bình Minh tình cảm với Trương Quỳnh Anh gây xôn xao trên các trang mạng xã hội. Một số khán giả cho rằng đây có thể chỉ là hình ảnh chưa được công bố của phim Thề Không Gục Ngã mà Bình Minh và Quỳnh Anh đóng chung. Trong phim của đạo diễn Minh Cao, Quỳnh Anh vào vai em gái trùm xã hội đen và có mối tình nhiều nước mắt với Bỉnh Long do Bình Minh đóng. Trả lời báo, đạo diễn Minh Cao khẳng định: "Tôi không biết có những hình ảnh nào khác không. Nhưng những cảnh được đăng tải hiện nay đều không phải ảnh trong phim Thề Không Gục Ngã của tôi". Hình ảnh không phải được lấy từ phim như một số suy đoán. Đạo diễn cho biết phim Thề Không Gục Ngã được quay trong 4 tháng, cảnh tình cảm giữa Trương Quỳnh Anh và Bình Minh không có nhiều. Anh nói thêm, Minh Cao cũng nhấn mạnh, phim đã phát sóng 2 năm trước nên chúng tôi không cần PR phim ở thời điểm hiện tại. Hơn nữa tôi và nhà sản xuất đều không muốn lăng xê phim theo hình thức này. Đạo diễn Minh Cao trên phim trường với Bình Minh và Trương Quỳnh Anh. Đạo diễn Minh Cao từ chối bình luận về tin đồn tình cảm, phim giả tình thật giữa hai diễn viên chính trên phim trường. Anh nói, Bình Minh và Trương Quỳnh Anh đều là những người bạn tốt của tôi, còn chuyện riêng tư đang gây chú ý trên mạng tôi không dám bàn luận. Thề Không Gục Ngã là bộ phim truyền hình dài 32 tập, được phát sóng từ năm 2015. Phim xoay quanh cuộc đời Lý Bỉnh Long do Bình Minh đóng, anh là võ sư và có mối tình trắc trở với nhân vật do Trương Quỳnh Anh đảm nhận. Những hình ảnh Bình Minh và Trương Quỳnh Anh xuất hiện trên mạng xã hội trùng thời điểm quyết định ly hôn của Tim cùng Trương Quỳnh Anh được đăng tải.
Hồi tháng 5, Tòa án Nhân dân quận 10 xác nhận Trương Quỳnh Anh và Trần Nguyên Cát Vũ đã ly hôn. Quyền nuôi con thuộc về nam ca sĩ một vòng trái đất. Dù ly hôn, Tim cùng Quỳnh Anh vẫn thường xuyên xuất hiện bên nhau trong các sự kiện chung. Cư dân mạng đã đưa ra nhiều lời bình luận liên quan đến những hình ảnh trên. Từng bị con ruột từ mặt, danh hài Lê Giang vẫn làm điều này với hai con. Vượt bức ly thân mà Lê Giang luôn mang theo bên mình là những tấm hình hiếm hoi của hai đứa con của mình trong khoảng thời gian bị chính con ruột từ mặt. Lê Giang được mọi người yêu mến với hình ảnh một cô diễn viên hài có nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ. Dù đã ở độ tuổi gần 50, với chất giọng cao khỏe bẩm sinh, cô đã trở thành đào chính tại các gánh hát khi mới được 15 tuổi. Năm 1992, cô kết hôn với nghệ sĩ Duy Phương, khi ấy anh đã 36 tuổi, từng trải qua một đời vợ, còn Lê Giang chỉ vừa 18 trăng tròn. Sau 6 năm sống chung, cả hai đã tổ chức đám cưới nhưng cũng tan vỡ nhanh chóng vì những cơn ghen của Duy Phương. Lê Giang từng phải hứng chịu nhiều trận đòn khi sống chung với chồng. Khi chia tay, Lê Giang gặp khó khăn về tài chính, không có đủ khả năng nuôi con nên cô để lại con trai Duy Phước và con gái Lê Lộc cho chồng nuôi. Mỗi lần thăm con, nó đều bỏ chạy, hễ gặp con ở bất cứ tụ điểm nào nó cũng quay đi. Về nhà thăm, nó cũng không cho gần, ra công viên với con nó cũng chạy, Lê Giang buồn bã kể về chuyện quá khứ. Khi thấy hai con như vậy, Lê Giang chỉ biết khóc. Có nỗi đau nào hơn khi con mình đẻ ra mà không nghe được tiếng mẹ, Lê Giang bất lực. Hai đứa con mình rứt ruột đẻ ra mà giờ cũng không nhận mẹ. Mình mất hết rồi. Nhiều khán giả cho rằng Lê Giang không thương con, không có trách nhiệm. Nhưng ít ai biết được, vượt bức ly thân mà cô luôn mang theo bên mình là những tấm hình hiếm hoi của hai đứa con của mình. Lê Giang cho biết, mỗi lần nhớ con, cô lại mang ra nhìn cho đỡ tủi thân. Những tấm hình được Lê Giang gìn giữ cẩn thận. Mối quan hệ hiện tại của Lê Giang và các con đã cải thiện rất nhiều sau khi Duy Phước, Lê Lộc lớn và hiểu ra mọi chuyện. Cô và các con còn kết hợp nhau trong nhiều dự án. Nhìn hai con trưởng thành, Lê Giang vô cùng hạnh phúc. Hai mẹ con Lê Lộc, Lê Giang bây giờ là cặp đôi ăn khách trên các sân khấu hài. Tuấn Hưng đích thị là sao Việt được fan xăm hình lên người nhiều nhất showbiz. Tuấn Hưng liên tiếp được fan xăm hình mình, thậm chí là cả bài hát lên cơ thể của họ. Thông thường, người hâm mộ thể hiện sự yêu mến của mình đối với thần tượng có rất nhiều cách khác nhau. Có người thì cổ vũ nồng nhiệt công khai, nhưng cũng có người chỉ theo dõi âm thầm. Đặc biệt, có nhiều fan vì quá mê mẩn thần tượng của mình nên đã lưu giữ tình cảm bằng cách xăm những điều liên quan của người mình thích lên cơ thể. Đây được coi là một cách thể hiện tình cảm rất ấn tượng. Mới đây trên mạng xã hội vừa xuất hiện hình ảnh của người hâm mộ đã xăm cả hình thần tượng lên cơ thể. Cụ thể đây là fan của nam ca sĩ Tuấn Hưng và những người này đã thể hiện sự yêu mến của mình đối với giọng ca Tìm Lại Bầu Trời bằng cách đưa cả chân dung của anh lên đùi và cả cánh tay. Chân dung của Tuấn Hưng được khắc cả lên đôi chân của fan, hành động này khiến ai cũng bất ngờ vì người này quá đam mê thần tượng mà bất chấp cả đau đớn. Có người còn mang cả hình ảnh điển trai của Tuấn Hưng đến chỗ thợ xăm để khắc họa y hệt lên đôi tay. Tuấn Hưng từng rất xúc động khi được mọi người yêu thương và trân quý anh đến như vậy. Tuấn Hưng từng chia sẻ về những hình xăm của fan. Xúc động, ai đã từng một lần xăm thì hiểu rõ mũi kim đâm vào thịt da nó cảm giác như thế nào. Mỗi lần xăm thì sẽ phải suy nghĩ kỹ, tìm hình có ý nghĩa với mình để xăm. Đó là một kỷ niệm được lưu lại trên thân thể mãi mãi. Một khán giả đã chấp nhận chịu đau hàng giờ khi xăm lời ca khúc hit của Tuấn Hưng Anh Nhớ Em lên cơ thể. Khi chứng kiến sự việc này, nam ca sĩ bộc bạch: cảm kích với lời bài hát được bạn ấy xăm lên người như một kỷ niệm, tôi hay Tú Dưa đều trân trọng điều này. Nam ca sĩ từng được fan chọn xăm ngay trước ngực, anh là ca sĩ em hâm mộ cả về giọng hát lẫn cách sống. Đàn ông nói được làm được, em xăm hình anh lên ngực, trước tim, với ý nghĩa anh là một hình tượng em muốn hướng tới trong tương lai. Chủ nhân của bức ảnh hình xăm này tâm sự. Với việc bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với thần tượng lâu nay, luôn là một chủ đề khá được quan tâm vì không phải người hâm mộ nào cũng thể hiện đúng mực. Đôi khi trước những hành động quá lố của fan, không ít nghệ sĩ cảm thấy không thoải mái. Nhưng với cách hâm mộ cũng như bày tỏ khiến thần tượng không nói nên lời, như trường hợp ca sĩ Tuấn Hưng, dù có nhiều tranh luận bàn tán dành cho người hâm mộ, thì đó vẫn là cách thể hiện tình cảm đáng quý và xúc động.
Bị chê hát dở, Miu Lê thẳng thừng đáp trả, năm nay em 18 và em không thích chơi dương cầm. Sau 2 đêm bị nhà sản xuất âm nhạc dương cầm vùi dập, Miu Lê quyết định đáp trả bằng ca khúc mới. Sau 2 tuần liên tiếp bị nhà sản xuất dương cầm chê giọng hát, trong một chương trình game show phát sóng tối 1 tháng 12, Miu Lê có màn đáp trả thông qua nhiều câu hát, hình ảnh ẩn dụ trong tiết mục của mình. Ở phần cuối, hình ảnh cây dương cầm bị gạch chéo hiện lớn trên màn hình, cũng được hiểu là thông điệp nhắm thẳng vào nhà sản xuất từng nhiều lần chê cô hát dở. Trong tiết mục này, Miu Lê có phần đọc rap khá ấn tượng. Em năm nay 18, nhưng em không thích chơi dương cầm, nhưng mà anh nào đọc rap em sẽ đổ cá rầm. Phần rap của Miu Lê làm chính dương cầm rất thích thú về sự hấm hỉnh và nhún nhảy theo. Tiết mục của Miu Lê kết thúc với hình ảnh chiếc dương cầm bị gạch chéo đầy ấn tượng. Với phần biểu diễn này, Miu Lê đã có được sự khen ngợi của chính các nhà sản xuất và được khán giả chấm số điểm cao nhất. Sau tiết mục, Dương Cầm nhận định đây là tiết mục dễ thương, tôi rất thích Miu Lê. Nhưng ngay sau đó anh cũng bày tỏ quan điểm, bài hay chỗ Dương Cầm thôi, còn lại thì không. Trên ghế ca sĩ, Miu Lê đáp lại, 2 tập trước anh chị em hát dở, không nên có mặt ở cuộc thi này, nên lần này em không hát nữa, chỉ đọc thôi. Sau đó nữ ca sĩ hỏi ngược lại Dương Cầm, em thấy tiết mục này ok mà. Nhà sản xuất trả lời, anh thích Miu Lê, tiết mục này rất dễ thương. Dù được khen, giọng ca 9X vẫn giả vờ tức giận phản hồi lại Dương Cầm. Miu Lê cho biết, em xin lỗi anh Dương Cầm, nếu có vô tình làm anh khó chịu. Em là một đứa xấu tính và hay để bụng. Những gì anh đã nói em không bao giờ quên được, em không bao giờ thích anh lại đâu. Cuối cùng, khán giả trường quay đã chấm cho Miu Lê 809 điểm, số điểm cao nhất tuần. Về tiết mục Em Chưa 18 của Miu Lê, Only C nhận lời khen về tính cập nhật, biểu diễn cuốn hút, nhưng về âm nhạc chỉ ở mức ổn, chưa thực sự bùng nổ. Dù vậy, đây là tiết mục nhận số điểm cao nhất. Trước đó Dương Cầm cũng cho rằng Miu Lê không đủ trình làm ca sĩ khi trả lời phỏng vấn. Nam ca sĩ tiếp tục chê Miu Lê cùng phản đối của nhà sản xuất Only C. Trước những phản ứng này, Miu Lê đã đáp trả bằng một bài phỏng vấn. Google anh Dương Cầm chỉ ra ảnh piano, hàm ý không biết đến Dương Cầm là ai hay tên tuổi ở đâu trong làng nhạc.